Chào mừng các bạn đến với Bảo hộ xe máy Tài Đạt. Hôm nay Tài Đạt xin giới thiệu và phân biệt 3 mẫu thùng của Givi. 3 mẫu thùng này đều là chính hãng của Givi nha các bạn. Cấp 3 là thương hiệu con của Givi, thùng K10N, còn qua bên đây là thùng G10N. Thì thoạt nhìn sơ các bạn sẽ thấy hai thùng này giống nhau y chang từ thể tích bên trong. Nhìn mở cho bạn coi nha. Thể tích bên trong cho cái cấu hình bên ngoài, hai thùng này giống nhau y chang, chỉ khác nhau mỗi cái nắp và có logo. Riêng thùng K10N, thùng K10N thì có hai cái quai xách lên xách xuống đó, hai quai để mở lên mở thùng tiện dụng và rẻ hơn thùng G10N. Mình nhắc lại, hai thùng này là hai thùng vẫn chính hãng Givi nha các bạn, chỉ khác nhau ở mỗi cái logo này thôi. Givi G12N mới ra mắt năm 2019 với giá bán là 780.000 chưa bao gồm bát. Nhớ nha, giá 2019 là 780.000 chưa bao gồm bát gắn vào thùng, gắn vào xe nha các bạn. Tại sao mình nhắc đến số 2019? Vì cứ hàng năm là Givi sẽ có xu hướng tăng giá, ba thùng này đều tăng giá hết. Thì mình nhắc để các bạn sau này bạn có coi video này lại lần nữa thì nhớ thùng này đang có giá là 780.000 chưa bao gồm bát nha, gắn kèm những cái bát xe phổ thông thêm 130.000 nữa là 910.000 là bao gồm bát. Đây thì thùng G12, thoạt nhìn ba cái này thì nhìn giống nhau cả, nhưng khi mà mình đặt hai này cạnh nhau thì chúng ta sẽ thấy thùng G12N sẽ rộng về bề ngang hơn. Nếu bạn nhìn chiếu từ đây qua đây nè, sẽ rộng hơn về bề ngang. Nhưng mà cái hay ở thùng G12N đó là phần nè, là cái phần nắp ở đây, phần nắp ở đây lõm vào để chúng ta bật yên lên được cao hơn, để chúng ta có thể đổ xăng đây lõm vào. Trong khi đó thùng thùng K10N và thùng G10N thì giống nhau, chỉ khác nhau mỗi cái nắp, thể tích cũng giống nhau. G12N. Rồi tiếp theo là mình sẽ giải đáp những câu hỏi thường gặp khi gặp những thùng G12N, K10N và G10N. Thì một số bạn hỏi là thùng này có thể đựng vừa một cái nón không? Thì mình xin phép trả lời là chỉ đựng vừa cái găng tay thôi nha các bạn. Găng tay, áo mưa, bóp điện thoại và một số đồ linh tinh nhỏ nhặt, ví dụ như chìa khóa, chứ không thể nào bỏ vừa cái nón nha. Rồi mình sẽ bỏ một cái nón vừa cho các bạn xem thử. Đây là hình dáng một cái nón. Đây là nón, không thể bỏ vừa một cái nón vào trong này được nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Không thể bỏ vừa một cái nón vào nha. Chỉ bỏ những thứ linh tinh như là bóp, chìa khóa, găng tay, áo mưa, điện thoại và như đó thôi à. Đó, mình xin giới thiệu thoạt sơ tất cả các thùng G10, K10 và G12 nó khác nhau chỗ nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi chi tiết xin liên hệ và inbox vào fanpage của Tài Đạt để mua hàng nhanh nhất và giải đáp những thắc mắc mà các bạn thường xuyên gặp. Cảm ơn các bạn.